Dạ vâng, chị Mỹ Ngọc và quý vị khán giả. Nguyên nhân chính vẫn là do sóng biển gây ra, đặc biệt là trong mùa gió chướng hay còn gọi là gió đông bắc vẫn đang hoạt động khá mạnh. Kết hợp với đợt triều cường cao đầu tháng 2 âm lịch vừa qua đã khiến sóng đánh mạnh vào thân đê, gây ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở ở tuyến đê giáp ranh giữa Bạc Liêu và Sóc Trăng kéo dài hơn 30 mét, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ đê vỡ bất cứ lúc nào. Trước mắt thì người dân địa phương đã khẩn trương khắc phục bằng cát bao cát, ngăn nước biển tràn vào. Tuy nhiên thì bà con sống gần đê biển vẫn cần hết sức cảnh giác. Bởi mùa gió chướng vẫn còn đang hoạt động mạnh, ngay trong hôm nay thì cũng có thêm gió mùa đông bắc tăng cường xuống, biểu hiện là bằng các đường gió đậm màu và dày đặc như thế này mà quý vị có thể thấy. Cường độ gió ở vùng biển ven bờ miền Tây, gió mạnh lên cấp 6, đêm mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 2 đến 4 mét, nên không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục gây sạt lở, đe dọa đến hệ thống đê ven biển phía đông. Còn ở phía Tây, từ Cà Mau cho tới Kiên Giang, gió không quá mạnh, gió khoảng cấp 3, cấp 4, nên nguy cơ sạt lở ở bờ biển sẽ thấp hơn. Về diễn biến thời tiết, chiều nay hầu khắp ở miền Tây vẫn nắng ráo, 1-2 tiếng tới có thể nóng nhẹ khi mà nhiệt độ ở Cần Thơ và các nơi khác sẽ phổ biến là từ 31 cho tới 33 độ. Sau 3 đến 4 giờ chiều, nắng mới dịu dần. Trên đảo Phú Quốc, chiều nay, trời cũng nắng ráo, rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, tắm biển. Có gió nên không khí khá là thoáng đãng hơn so với trong đất liền. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 30 độ. Về chiều tối có khả năng có mưa rào nhẹ và thoáng qua và dứt nhanh.